Thưa quý vị, vào ngày 13 tháng 11, đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tiến hành theo dõi bắt quả tang một nữ đối tượng trú ở phường Tân Chính có hành vi mua bán số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Đối tượng tên là Nguyễn Thị Phương Châu, 52 tuổi, trú tại địa phương, chuyên kinh doanh hàng hóa tại chợ Cồn. Trước đó, công an quận Thanh Khê đã phát hiện một số cơ sở kinh doanh tạp hóa trên địa bàn có dấu hiệu mua bán thuốc ngoại nhập lậu nên lập chuyên án đấu tranh. Đến ngày 8 tháng 11, tại trước số nhà 218 Lê Duẩn, các trinh sát đã chặn bắt quả tang Châu khi đang mang số lượng lớn thuốc lá lậu đi tiêu thụ. Khám xét bên trong giỏ hàng của Châu phát hiện 20 cây thuốc lá điếu đủ các nhãn hiệu nước ngoài. Phối hợp với công an phường Tân Chính tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Châu và quầy buôn bán tại chợ Cồn, phát hiện thêm 214 cây thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Qua làm việc, bà Châu không xuất trình được bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số thuốc lá điếu nói trên. Hiện công an quận đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.